Vườn Lan Hà Nội xin chào mọi người nhé. Hôm nay đầu tháng em tiếp tục giới thiệu mọi người cái sản phẩm phi điệp ạ. Đấy, sắp cách ly xã hội rồi, các bác có tiền thì bỏ tiền ra mà mua cây đi, về nhà mà chăm trong cái lúc mà nó cách ly. Chứ đến lúc mà tiền không tiêu được thì khổ lắm. Hôm nay thì em xin giới thiệu mọi người cái khay phi điệp 52 nhà em. Đó. Hôm nay bác nào mua dễ thì em bán rất là dễ thôi. Bán tù mù đi. Cái cây những cái khay phi điệp 52 thì mọi người biết đấy. Nhà em thì gồm có những cái loại hồng, các loại hồng, các loại ám, những cái loại cánh trắng. Nhưng mà bây giờ thì em bán số lượng cũng nhiều rồi. Đấy, còn đây em dồn lại ấy, thì để em bán lộn xộn cho mọi người ấy, đỡ phải chọn nữa, đỡ mất công chọn thì cho nó dễ. Coi như là bán xổ số nhá. Nhưng mà tất nhiên là xổ số nhưng vẫn toàn là những cái giống đẹp thôi. Toàn là hồng với cánh trắng với ám thôi, nó cũng rất đáng để mua. Đấy. Cây thì đẹp xinh như thế này. Cao tầm khoảng 4 cho đến 6 cm nhá. Cây 52 khỏe đẹp rồi. À, thì bình thường em bán 35 40 nghìn ấy thì mọi người cũng thừa biết rồi. Đó, mọi người mua suốt và xem suốt rồi. Hôm nay thì bán tù mù đi. 30 nghìn một cây nhá, nhưng mà không chọn giống nào với giống nào đâu. Quan trọng là chọn cây đẹp là được rồi. Đấy, quan trọng là mình có cái cây đẹp. Về nhà thời gian rảnh mình chăm, ngày sau nó sổ ra được cái bông gì hay đẹp thì nó quý. Đấy. Có không thì coi như là chăm cho vui. Đây toàn là những cái giống đẹp mà, nên mọi người yên tâm. Đã cấy mồ thì chả ai đi cấy giống xấu làm gì cả. Đấy, mọi người phải hiểu một cái đơn giản ấy, là cấy mồ ấy là không ai đi cấy cái cây xấu. Đấy, cái tiền giống nó không đáng bao nhiêu, nhưng mà cái tiền mà để cấy ra, cái tiền mà cái công cấy ra cái cây ấy, để mình bán cho nó có hiệu quả ấy, thì không ai người ta cấy cây xấu cả. Đúng không ạ? Tại vì mình mua một cái cây 20-30 triệu mình cấy thì cũng được số lượng cây khá là nhiều. Đấy. Thế việc gì mình phải mua cái cây 1 triệu để mình cấy ra. Đúng không? Mình cấy cây xấu làm gì, cái giống nó có đáng gì đâu. Nó cũng đắt tiền đấy, nhưng mà so với cái số lượng cây nó không đáng gì. Nên mọi người, em đảm bảo ấy là cái cây cấy mô ấy chắc chắn là toàn là những cây mặt hoa đẹp thôi. Mà như những cái mặt hoa em giới thiệu. Nhưng hôm nay thì em chán lắm rồi, không buồn đi chọn nữa rồi. Tại bây giờ để lẫn vào rồi, mà nhân viên thì không có khả năng là chọn đúng giống được. Thì mình cứ bán xổ số đi, mà bán xổ số thì mình bán rẻ hơn cho mọi người. Đấy. Thì cho mọi người dễ mua hơn. Đây cây em quay thực tế đây. Đấy cây nhà em đây, quay thực tế đây. Tất cả khay này thanh lý hết cho mọi người. Đấy sắp dịch rồi mua về mà chăm, nhưng Covid ở nhà chán chán ngắt ra, chả có việc gì làm thì buồn lắm. Đấy như cây hồng này này. Rất là đẹp. 30 nghìn nhá. Tất cả đều 30 nghìn. Coi như là cái cây phi điệp 52 chỉ 30 nghìn một cây thôi. Xổ số tù mù nhá. Bác đừng đừng bác nào mà chọn cánh trắng hay là chọn các kiểu. Không thể nào chọn nổi đâu. Chọn được ấy thì nó giá nó lại khác rồi. Chọn được ấy thì giá nó 40 nghìn đấy. Em bán suốt đấy. 40 nghìn đấy các bác mua đi. Nếu mà chọn được thì 40 nghìn. Còn đây em bán 30 nghìn. Nhá. Mà chỉ có hôm nay thôi. Mà thêm một cái ưu đãi nữa cho nó máu máu lửa đi. Là bao ship luôn nhá. Bao ship luôn. Cho nó máu lửa. Bao ship. Nhá. Tất cả các đơn hàng phi điểm này. Đây. Cây đẹp như này xổ số thôi, quan trọng là xổ số thôi. Nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái cho em. Quan trọng là cây khỏe đẹp. Còn cái giống thì mọi người mua suốt xem suốt rồi thì biết là nhà em chỉ có những cái giống đấy rồi. Mà cứ yên tâm, cấy mô chả ai đi cấy cây xấu cả. Chả ai đi cùng mất công cấy thì chả ai người ta đi cấy con đồ rồ. Thà cấy cây xịn ngày sau bán cho nó dễ, đúng không ạ? Đây, cây đây. Đẹp mà. 30 nghìn đẹp lắm. Bao ship luôn nhá, chia sẻ cho em đi, bao ship luôn đó, chỉ có bán ngày hôm nay thôi, vừa bán siêu rẻ lại còn bao ship cho mọi người thì tội gì mà không mua. Rồi em xin chào mọi người nhá. Số lượng lan thì nó cũng còn nhiều loại lắm, nhưng mà mình thì nhưng mà em thì cứ hôm nào thì giới thiệu một vài loại cây thôi đấy. Còn đâu mọi người muốn mua thêm ấy thì có thể xem những video cũ, hôm nào cũng có video mà, mọi người mất công xem một tí nhá, ưng loại nào thì gọi em. Hôm nay thì em giới thiệu mọi người phi điệp này tù mù Alonso 30.000. Mọi người mua thì gọi điện số điện thoại là 0974 702 106. Tránh gọi điện buổi trưa hoặc buổi tối nhá, lúc buổi em nghỉ rồi. Đấy, lúc đấy thì mọi người nhắn tin cho em đi cho dễ nhá. Nhắn tin cho em đi. Rồi em xin chào mọi người nhá.